Rồi bài đầu tiên về cái phần xử lý đồ họa thì hai cái này là chúng ta dùng gì? Dùng gì các bạn? A380 và Evert. Quật gì? Quật ạt ha. Rồi cái máy bay chèn picture xong rồi mình chọn cái gì nào? Chọn cái format đúng không? Để mình đưa cái picture đó vô cái khung. Mình sẽ insert picture. Hôm nay chuẩn bị trước ảnh rồi. Hôm trước không có cái nào để ví dụ hết. Ok. Như vậy thì các bạn có thể là cho bức ảnh nhỏ lại. Sau đấy thì mình sẽ format cho nó ở trong này. Đó. Đây là những cái khung mà nó có sẵn. Như vậy thì các bạn có thể là chọn vô cái format ở bên trong, nó sẽ cho các bạn tạo cái khung nghiêng qua một bên. Được chưa? Rồi cái này mình di chuyển không được thì mình chọn chế độ chèn là gì? Trên hoặc dưới test thì mình di chuyển nó đi, muốn đặt ở đâu thì nó sẽ đi ở đấy. Đó. Như vậy là cái phần mà này thì nó không khó đúng không nào? A380 Airbus thì các bạn chọn quật ạt và các bạn đưa nó ra thôi. Mình sẽ insert quật ạt. A380. Các bạn muốn cho nó có bóng. Các bạn muốn cho nó có bóng. Các bạn có thể cho size nó lớn lên. Cho nó đổ bóng bằng phục mét đúng không nào? Rồi mình sẽ cho nó solo. Đó. Các bạn cho đổ bóng đi đâu đây? Cái này bóng mờ ở ngoài. Thì nó không phải là solo mà nó là cloud, là cái bóng giống như là hào quang vậy đó. Các bạn sẽ chọn cái chữ style hồng chữ đâu rồi, format field đây đó, các bạn cho chữ nè, được chưa? Các bạn chọn cái chữ, kiểu chữ nó có cái phần cloud thì nó sẽ cho cái bóng ở bên ngoài cái chữ. Rồi chúng ta có chữ Airbus đúng không ạ? Airbus. Thì chúng ta sẽ cho nó có một cái kiểu và cái bóng mờ ở phía dưới. Như vậy chúng ta có thể cho size nó lớn lên. Rồi ở cái phần phục mét các bạn sẽ có cái kiểu của nó ở đây. Bóng, bóng đỏ nè. Bạn muốn bóng kiểu gì thì bạn cho nó bóng kiểu đấy. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần đầu tiên xử lý đồ họa. Về phần bảng này thì các bạn thấy là mình chèn mấy dòng mấy cột đây? 2 cột, ok. Rồi 1, 2, 3, 4 dòng. 4 dòng 2 cột là được. Rồi cái bảng này các bạn chèn giúp cho thầy là 4 dòng 2 cột. Vô menu insert 4 dòng 2 cột, ok. Cái đầu tiên thì các bạn gõ xong rồi các bạn vẫn để giữ nguyên cái khung, giữ nguyên cái khung cái kẻ này. Cái thứ hai, thứ ba, thứ tư thì mình bỏ cái giữa đi đúng không nào? Bỏ giữa đi thì ở cái phần kẻ khung mình sẽ làm gì? Border, bỏ đường giữa đứng. Như vậy thì mình không còn thấy cái đường giữa đứng nữa, nhưng mà bản chất là nó vẫn 2
hai ô. Thì lúc này chúng ta sẽ dùng cái chỗ này mình chỉ cần có một cái ô chữ nhật, thì các bạn dùng fillet cũng được, các bạn chèn symbol cũng được. Nhưng mà mình thấy là nó cách ra một đoạn đúng không? Thì chỗ này mình nên dùng fillet để cho nó tự cách luôn, chứ mình không cần phải phải cách. Đây, chỗ này là cái khung hình vuông mình không có. Mình sẽ define một cái mới, và các bạn tìm đến cái khung hình vuông để các bạn chọn Windin đi, nó sẽ ra cái hình vuông đẹp hơn. Windin. Ok. Đấy, rồi chúng ta sẽ gõ nội dung ở đây. Một chiều khứ hồi. À, bên này chúng ta chưa có, vậy thì chúng ta làm gì? Chúng ta có thể dùng cái format painting nè. Chúng ta copy qua. Copy qua đây, nó sẽ nhanh, chúng ta không cần phải làm lại. Ở phần phía dưới chúng ta sẽ làm đi từ đâu đến đâu, ngày đi ngày về. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ có là đi từ đến. Vậy thì ở chỗ này làm sao cho nó chấm chấm đây? À, tab gì? Tab, stop. Nếu chỗ này mình có một chữ gì đó nữa thì mình sẽ xem thử nó là kênh trái hay kênh phải. Còn chỗ này nó không có gì hết thì bạn đặt kênh gì cũng được cả, ha, kênh chua cũng được luôn. Rồi bạn đặt ở đây, bạn sẽ set later cho nó là 2. Và mình nhấn phím gì? Control Tab Enter đến Control Tab. Như vậy mình đã có. Bây giờ qua bên này mình sẽ có là ngày đi ngày về. Ngày đi. Bây giờ chỗ này mình Control Tab được không? Vậy làm sao? À, mình đặt Tab Stop, hoặc là mình sẽ lấy cái format ở bên này, mình đưa qua đây, Control Tab. Nó giống nhau mà. Ngày về. Như vậy nó có cái hay là các bạn dùng cái format Painter để các bạn copy cái bên này qua. Như vậy mình thấy là người ta set thì cái chỗ này nó ngắn hơn, nhưng mà thực ra lúc người ta chấm á, người ta không quan tâm đến chuyện đó nhiều đâu. Người ta quan tâm là các bạn có Tab Stop là đúng. Ở dưới thì mình dùng gì nào? Mũi tên. Các bạn xài cho thầy là gì? À, bullet numbering. Đây không có thì chúng ta lại vô define để chúng ta tìm nó, tìm một cái mũi tên. Giả sử lấy mũi tên này. Ok, các bạn sẽ chọn là rồi cái gì đó thì gõ đại đi. Rồi, tiếp tục như thế. Các bạn có thể là Control Shift C qua đây, Control Shift V là nó đã copy, nó dán cái format cho các bạn rồi. Đó, copy nó dán ngay. Control Shift C, Control Shift V là copy cái phần format thôi, chứ nó không copy dữ liệu. Ha, Control Shift cộng với C cộng với V. Như vậy chúng ta đã hoàn thành được cái bài work ở phần 2. Bài work ở phần 3 thì chỗ này chúng ta làm gì? Rocket. Còn cái này nó giống cái máy bay lúc nãy không? Giống ha. Không có gì mà phải bàn nhiều ở đây. Chúng ta dành thời gian chúng ta qua phần Excel. Tí nữa bạn nào có thắc mắc về work thì chúng ta sẽ trao đổi thêm. Còn bây giờ thầy sẽ qua phần Excel của chúng ta. Như vậy trong phần Excel này, các bạn nhớ khi đi thi phải nhớ là dữ liệu của mình trong đề người ta cho bắt đầu từ dòng 6 thì mình nên cũng bắt đầu từ dòng 6. Gõ vậy giống trong đề. Hoặc là nếu mà người ta cho khoảng cách mà người ta không cho cột cho dòng thì mình cũng cách cách ra tí. Trên này mình gõ họ tên số
mã số sinh viên, số mấy. Còn có thể là cái mã số của các bạn là mã số dự thi, mã thí sinh á, thì các bạn gõ vô theo cái đề cụ thể người ta đưa. Lấy trong đó mã hóa đơn, ký tự đầu là mã sản phẩm, ký tự thứ hai là mã vật liệu. Đổi tên sheet thành báo cáo, đổi được không? Dễ đúng không nào? Rồi lập công thức tên sản phẩm dựa trên mã sản phẩm tra trong bản dò. Cái bài hôm trước của mình đó là người ta cho lấy cái mã ra rồi mới đi dò. Còn cái bài này người ta tổng hợp hơn, người ta nói là dò và lấy ra cùng một lúc. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm gì để chúng ta lấy được cái mã MPA này ra? Lép. Và lấy cái gì để dò được cái tên? Hàm gì nào? Hàm gì để dò được cái tên? Dò là VLOOKUP. Vậy thì chúng ta sẽ dùng VLOOKUP. VLOOKUP giá trị dò, lấy cái gì để dò? Chữ A, chữ M nữa không? Nhưng mà muốn lấy cái đó thì đều dùng hàm gì? Lép, đúng rồi, mình kết hợp lép vô đây. Lấy giá trị dò, lép. Chỗ này bạn có thể đóng cũng được, hoặc là bạn ghi lép 1 cũng giống nhau. Giá trị dò xong, bây giờ dò ở đâu? Rồi, trong bảng dò chú ý giùm thầy, bạn có thể chỉ chọn như thế này là đủ. Bạn cũng có thể chọn cả tên ở phía bên trên. Bạn cũng có thể chọn dư ra ngoài này. Thực ra không ảnh hưởng đến điểm của các bạn, nhưng mà chúng ta chỉ cần chọn đây là đủ. F gì không? F4 phẩy, nếu tìm thấy thì trả về cột 2. Kiểu dò tìm không, dò tìm chính xác. Bữa trước có một bài mình dò tìm số 1 là để làm gì? Tìm cái tỷ giá cho từng cái đoạn, đúng không nào? Tức là dò tìm tương đối thì chúng ta dùng số 1. Loại vật liệu, bây giờ trong đề người ta yêu cầu gì nữa nào? À, mình bị thiếu rồi. Chèn cột thành tiền, cột thuế và tổng cộng vào trước cột ghi chú. Tí nữa mình chèn tiếp nè. Thành tiền, thuế, tổng cộng. Rồi, trong đề có luôn rồi. Nếu như các bạn đi thi thì các bạn nhớ thêm mấy cái này thì các bạn làm sao? Lấy chuột phải insert thôi nhé. Insert là nó chèn phía trước cho các bạn rồi. Loại vật liệu, nếu mã vật liệu là S thì có loại vật liệu là sứ, ngược lại thì loại vật liệu là poly. Loại vật liệu mình thấy có chữ nếu thì là dùng gì? If. Nếu loại vật liệu, loại vật liệu ở đâu? Chữ S hoặc chữ B nằm ở đâu? À, nằm ở giữa của cái mã hóa đơn. Vậy thì mình muốn lấy giữa mình dùng hàm mid. Lấy ở đâu? À, B7 phải lấy bắt đầu từ ký tự nào? Từ ký tự 2. Lấy mấy ký tự? Một ký tự, đúng rồi. Rồi, chúng ta có được giá trị dò tìm nếu như chữ này mà bằng gì? Bằng S, đúng không nào? Bằng S thì chúng ta trả về kết quả là sứ. Còn không thì chúng ta trả về là poly. Rồi, đóng ngoặc. Đóng ngoặc, một ngoặc đủ rồi. Chữ P, poly. Poly, sứ, đúng rồi. Như vậy là mình đã có loại vật liệu. Tiếp tục nào. Đơn giá dựa vào tên sản phẩm dò trong bảng 1. Nếu loại vật liệu là sứ thì tính giá sứ, ngược lại tính giá poly. Cái bài này nó giống bài hôm trước là giá 1, giá 2, đúng không?
Như vậy đơn giá thì mình sẽ dò bằng cách là mình đi tìm nó là chữ M hay là chữ B hay chữ A. Sau đó nếu như mình tìm thấy M rồi mà cái tiếp tục là vật liệu là poly thì mình lấy giá poly, nếu vật liệu là sứ thì mình lấy giá sứ. Vậy thì giả sử mình tìm thấy cái chất liệu là sứ thì trả về cột thứ mấy trong bảng dò này? Cột này là cột mấy? Cột này sứ. Cột mấy nào? 3. Đây tên mã sản phẩm là cột 1, tên sản phẩm là cột 2 và sứ là cột 3, giá poly là cột thứ 4. Bắt đầu chúng ta làm. Cái này chúng ta dò trong bảng đúng không nào? Dò trong bảng thì chúng ta sẽ dùng hàm VLOOKUP. Rồi, chú ý mình làm từng đoạn nha. Nếu như mình làm luôn được thì càng tốt, còn không thì mình lấy điểm từng phần. Mình sẽ lấy cái mã mình dò tương tự như lúc nãy. Người ta nói chỗ này nó hơi két tí xíu nè. Người ta nói là dựa vào tên sản phẩm. À, tên sản phẩm nha, chứ không phải là cái ký tự là A, B gì đó nữa. Cho nên các bạn chú ý cái chỗ này giúp thầy. Nếu như mình dựa vào tên sản phẩm thì mình bấm vô B7 hay là C7? C7. Rồi, ok. Vậy không cần left right gì ở đây cả, bởi vì dựa vào tên, có tên rồi. Và cái vùng tìm của mình là từ đâu? Từ cột B hay cột C? Tìm từ đâu? Tìm từ đây nha. Bởi vì cái mình đi dò là gì? Cái mình đi dò là tên thì mình phải để tên đầu tiên. Cái mình đi dò là tên thì mình để tên đầu tiên, F4. Nếu dò thấy thì trả về cột. Bây giờ nếu mà mình dò bắt đầu từ tên đó thì cái giá sứ nó sẽ là cột 2, giá poly nó là cột 3. Bởi vì trong cái bảng nhỏ này nè, bảng nhỏ này tên là cột 1, sứ là cột 2, poly là cột 3. Như vậy làm sao để mình biết là trả về cột 2 hay trả về cột 3? Làm sao biết? Chỗ này column index chỉ có một số duy nhất, 2 hoặc 3. Khi nào thì trả về 2? Khi nó là sứ. Thì đó mình đang nói nè. Vậy thì mình sẽ làm là nếu gì? Nếu loại vật liệu bằng sứ thì làm gì? Thì làm gì? Trả về cột 2, còn không trả về cột 3. Phải kiểu dò tìm không? Đấy, như vậy giá này là A poly. A poly là 10.000. Cái này M poly 9.000. Đó. Như vậy là mình đã lấy được giá. Các bạn xem công thức ha. Như vậy mình tìm là lấy gì? Tên. Tên sản phẩm. Dò ở đâu? Dò trong cái bảng nhỏ thôi. Bởi vì mình bắt đầu từ tên thì mình dò bảng nhỏ. Chỗ này là trả về cột 2 hoặc cột 3. Để làm mà mình biết trả về cột 2 hay cột 3 thì mình đi so sánh với cái loại là sứ hay không phải sứ. Đó là mình kết hợp if vào. Thành tiền đơn giá nhân số lượng. Như vậy chỗ này nè, nếu trong trường hợp mà các bạn không làm được cái if thì các bạn cho số 2 vô cho thầy. Cứ cho số 2 vô. Nếu mà chỗ này cần thiết
thì các bạn cho ví dụ như poly là số 3, chỗ này các bạn cho số 3. Rảnh rảnh thì cho số 3 vô. Rồi ở dưới là poly số 3 tiếp, rồi chỗ này số 2, số 3 gì đó. Nói chung là công thức VLOOKUP của chúng ta đúng ở phần công thức VLOOKUP, đúng ở giá trị cần dò, đúng ở cái bảng dò, đúng ở cái kiểu trả về, chỉ có sai mỗi này thôi. Như vậy thì cái câu này người ta vẫn cho các bạn một phần điểm. Nếu mà các bạn bỏ luôn thì mất điểm. Còn nếu mà mình cứ để là số 2, số 3 gì đại vô đó, mình không biết làm, thì lúc đó là người ta vẫn cho điểm nhưng mà nó không đầy đủ thôi. Nhưng mà vẫn có điểm à. Thành tiền bằng số lượng nhân đơn giá. Số lượng nhân đơn giá. Cái này là bị gì? Trong trắc nghiệm có đúng không? Bởi vì cột này nhỏ, nhỏ hơn cái, ủa bị gì đây? Số lượng nhân đơn giá có gì sai? Có gì sai mà nó ra general? Ok, do format sai. Do format trên này nó không phải là số, cũng không phải là general, cho nên là nó báo sai. Thuế, nếu loại vật liệu là sứ thì tính là 5%, ngược lại thì tính 10%. Sứ thì bằng, nếu loại vật liệu là sứ bằng sứ thì tính làm sao? Chú ý chỗ này nha, 5%, còn không thì 10%, đúng hay không? Chứ làm sao? À, chỗ này nếu như các bạn làm như vậy đó thì nó chỉ có ra được là 5 hay là 10% thôi. Nhưng cái đề người ta yêu cầu là thuế là bằng 5% của thành tiền hay là 10% của thành tiền. Thì chỗ này mình phải làm gì nữa nào? Nhân cho thành tiền, nhân cho thành tiền nó mới đúng. Đó, 10%, poly là 10%, sứ là 5%. Như vậy mình đã có được thuế. Tiếp tục. Tổng cộng là bằng thành tiền cộng thuế. Bằng thành tiền cộng thuế. Tương tự chọn general. Ghi chú, nếu như ngày giao trước ngày 17 tháng 7 thì ghi chú đã giao hàng, còn không để trống. Còn không để trống. Nếu ngày 17 tháng 7 nếu giao hàng trước là nhỏ hơn hay lớn hơn? Trước tức là 15, 14, 13 gì đó thì nó là nhỏ hơn. Kiểu ngày 17 tháng 7 mình làm sao? Năm 2013 làm sao mình đưa 17 tháng 7 đây? Trong phần trắc nghiệm có mà, không? Có không? So sánh với kiểu ngày mình thử nhé. 17 tháng 07 năm 2013 thì làm gì? Thì ghi là đã giao hàng đúng không?
Còn không thì để trống. Để trống tức là nháy hai lần không làm gì hết. Rồi công thức chỗ này có vấn đề. Chúng ta xem lại công thức mà thiết lập so sánh ngày. Thiết lập so sánh ngày. Nếu như trong trường hợp các bạn ở nhà mà các bạn làm, mà giả sử mình không nhớ, thì mình ghi là so sánh ngày trong Excel. Đấy. Như vậy thì các toán tử so sánh đối tượng là mình có thể là tìm ở trong này để nó đưa ra cho mình một cái hướng giải quyết. Thử coi. So sánh ngày dùng hàm if. Cái này là chúng ta đang dùng so sánh số bình thường đúng không? Đây định dạng ngày tháng. Rồi ok. Đây là một dạng. Các bạn đã dùng hàm date thì bạn đưa năm tháng ngày thì nó so sánh trực tiếp. Đó là cách mà các bạn thấy là sử dụng cực kỳ đơn giản nếu mà chúng ta dùng hàm date. Đây, đưa vào. Thì ra, rồi, có một cách nữa các bạn dùng ký tự, nhưng mà thôi chúng ta dùng cách này cho nó đơn giản. Chúng ta dùng hàm date vào. Như vậy chỗ này các bạn sẽ dùng hàm date vô đây. DATE năm trước, năm 2013, phải tháng tháng mấy nhỉ? Tháng 7, ngày 17, tháng 7, phải ngày 17. Rồi. Đó, ba cái này là đã giao hàng. Vậy chúng ta dùng hàm date là dễ làm. So sánh ngày tháng. So sánh ngày tháng. Rồi chúng ta sẽ làm cái thống kê vô đây. Thống kê vô đây bảng doanh thu. Vừa vào bảng báo cáo bán hàng, thống kê cột thành tiền theo hai theo từng loại vật liệu. Chỗ này mình sẽ thống kê cái gì? Như là do insert cho nên là cái cột này nó bị nhảy. Đây nó mới đúng nè. Nó chỉ có vậy thôi. Chứ nó không có dài ra đến đầu kia. Nó chỉ có đến đây thôi. Là do cái bài của mình là gì? Insert thêm ba cái cột á, cho nên nó nhảy. Chỗ này nên đâu rồi? Rồi ok. Như vậy thì mình chỉ có cái bảng này thôi. Rồi thành tiền làm sao bạn biết được xứ bao nhiêu tiền? Dùng hàm gì? Dùng hàm gì để biết được xứ nhiêu tiền? Nếu như sum thì bạn tổng ở đây rồi, bạn đâu có sum theo xứ được. Sum gì? Sum if bằng sum if. If cái gì đây? Ở đây là vùng gì? Vùng này là dùng để gì đây? Vùng điều kiện. Rồi đến điều kiện, sau đó vùng tính tổng. Vùng điều kiện là vùng nào? Loại vật liệu. Phải F4 giùm cho thầy. Phải kiểu do điều kiện nào? Điều kiện là sứ hay là poly thì mình bấm vô đây. Mình khỏi cần gõ, tí nữa mình copy công thức xuống. Phải nếu tìm thấy thì tính cái gì? Tính tổng tiền. Nhấn F4. Như vậy là mình xong công thức cho sứ. Rồi mình kéo xuống thì nó công thức cho poly. Nhớ là F4 hai cái vùng này giúp thầy. F4 hai cái vùng này giúp thầy.
Xong chưa? Hết rồi. Như vậy là chúng ta đã xong cái bài Excel. Bài PowerPoint các bạn về nhà làm tổng hợp số 10. Còn bài tổng hợp số 10 nữa chưa có nghỉ đâu. Thứ 6 có. Chưa nghỉ mà lo gì?